Xin chào các bạn, mình là Hảo. Đây là em Lisa của mình. Hôm nay mình sẽ học tiếng Anh. Trên bàn thì có rất là nhiều thạch dừa nè. Hôm nay Thảo sẽ dạy em Lisa học màu sắc tiếng Anh nha. Why màu trắng, green là màu xanh nhất cây, màu hồng pink, màu vàng yellow, màu cam orange, Purple là màu gì Thảo? Purple là màu trắng tím. Chính xác. Bây giờ Thảo đếm thử xem có bao nhiêu cây màu trắng nhé. Một. Một là gì? Một là quan. Rồi chính xác. Có bao nhiêu cây màu xanh? Quan chu. Có hai cây đúng không? Bây giờ Thảo đếm thử xem là có bao nhiêu cây màu hồng đi. Quan chu. Vậy là mấy cây? Hai. Rồi chính xác. Bây giờ Thảo đếm thử xem có bao nhiêu cây màu tím đi. Quan. Vậy là có một cây màu tím đúng không? Dạ. Cây màu kem. Một kem có mấy cây Thảo nhỉ? Hai cây. Hai cây đọc là gì? Quan chu. Là mấy cây nhỉ? Hai. Chính xác. Thảo đếm thử xem có bao nhiêu cây màu vàng đi. Quan chu. Vậy là có mấy cây tất cả nhỉ? Có 8 cây tất cả. Thảo giỏi lắm. Em hít vào nào? Em hít vào này. Nhâm. Bye bye.